vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống Vui Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Đây là một sân chơi dành cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, các đội sẽ được làm quen, giao lưu và thể hiện năng khiếu văn nghệ của đội mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời các bác ở phía bên tay phải của cháu ạ. Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Tôi xin giới thiệu, tên tôi là Vũ Minh Nguyệt. Đây là anh Hồng Nhật và chị Hồng Duyên. Và đây là chị Minh Hiện. Chúng tôi đến từ đội dân ca. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu của các bác ở phía bên tay trái của cháu. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Mình Hùng. Đây là bạn Hồng Hải. Đây là Minh Tuyết. Kia là bạn Trần Loan. Chúng tôi đến từ đội Thành Tuyên. Vừa rồi chúng ta được làm quen với hai đội dân ca và đội Thành Tuyên. Hai đội chơi sẽ lần lượt trải qua 3 phần. Thứ nhất, trổ tài văn nghệ. Ở phần chơi này thì các đội sẽ thể hiện năng khiếu của đội mình bằng các hình thức như hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện. Phần thi thứ hai đó là phần ai nhanh hơn. Ở phần chơi này chương trình sẽ đưa ra 5 từ khóa. Với mỗi một từ khóa của chương trình thì cả hai đội sẽ lựa chọn một đoạn lời bài hát bất kỳ trong đó có chứa đựng từ khóa của chương trình và trả lời xem đoạn lời đó nằm ở trong ca khúc nào. Với mỗi một câu trả lời đúng thì các bác sẽ giành được 5 điểm. Phần thứ ba đó là phần ai khéo hơn. Cả hai đội sẽ cùng tham gia chơi một trò chơi mang tính tập thể. Và trong thời gian mà chương trình đưa ra, đội nào về đích trước và đạt được nhiều thành quả hơn thì đó là đội giành được chiến thắng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là phần trổ tài văn nghệ. Quê hương chứ nhớ thương ai đời ai chờ sông hồ nước trời đâu thơ đẹp mộng mơ như mối
về quê hương. Chứ nhớ thương ai đời ai chờ, sông cầu nước chảy lỡ thơ, đẹp mộng mơ như mối tình ta. Lời dân ca sống nghe ra riêng, vẫn vọng mãi là thiết gửi trao. Tìm quê hương, sâu lòng ngọt ngào miền quan họ. Xuân đã xuân nắng ấm gặp quê hương dịu dàng dỗ nhau chín yên với chim oanh như lô gọi bay ngào ngàn hương hoa lan tỏa đó đây ngàn tầng mây nghe rào rạt đâm mà đầy không gian gọi lắm nghi ngây ánh nắng xuân đã về đâu đây. Đàn em là em rạng rỡ nét tươi xinh, số hôm sang cùng khoe áo mới, tiếng vui cười là cười mừng xuân. Giữa bâng khuâng em liệng trên tầng, nghe đồng xanh lúa hát, tiếng sáo diều cùng ngân nga. Tình là tình, tình 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 tình, à hội à. Hứa hội hứa là hứa hội hứa.
xuân đã xuân rạng rỡ tiếng em ca gió quê tình quê nắng ấm cánh đồng xa nơi trường thành thời gian ơi xin hãy chậm bước mong chân cho tình quen xuân cho quan họ thêm gần cầu quan họ thiết ni tha khắp xóm thôn đón mừng hội xuân trên đồng xa lúa vàng hương thơm hoa cánh đồng. Đàn em là em rạng rỡ đến tươi rừng rộn ràng cùng quê áo mới tiếng vui cười là cười mừng xuân gió bâng khuâng em miệng trên tầng nghe đồng xanh mùa hạn tiếng sáo diều cùng ngân nga tình là tươi tình 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 a à, hội hà ngày xuân là xuân rạng rỡ tiếng em ca gió quê tình quê nồng ấm cánh đồng xa vui trường gần thời gian ơi xin hãy chậm bước chân cho tình thêm xuân cho quan họ thêm gần câu quan họ thiết ni tha cất song thôn đón mừng hội xuân trên đồng xa lúa vàng hương thơm ngát cánh đồng trên đồng xa lúa vàng hương thơm ngát cánh đồng. Vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức hai tiết mục văn nghệ của hai đội qua phần thi trổ tài văn nghệ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại hai đội Thanh Tuyên và đội Dân Ca qua phần thi Ai Nhanh Hơn. Cháu xin nhắc lại luật chơi của phần thi Ai Nhanh Hơn như sau ạ. Ở phần thi này thì chúng cháu sẽ đưa ra 5 từ khóa và với mỗi một từ khóa của chương trình thì các bác sẽ lựa chọn một đoạn lời bài hát bất kỳ trong đó có chứa đựng từ khóa của chương trình và trả lời xem đoạn lời đó nằm ở trong ca khúc nào. Và ở phần thi này thì với mỗi một từ khóa thì sẽ chỉ có một đội có quyền trả lời thôi. Sau đây thì cháu sẽ trao cho hai đội hai chiếc chuông và đội nào rung chuông nhanh hơn thì đó là đội giành được quyền trả lời trước. Các bác đã hiểu rõ thể lệ chưa ạ? Và chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa đầu tiên trong phần thi Ai Nhanh Hơn. Từ khóa đầu tiên mà chương trình đưa ra đó chính là từ mưa. Vâng ạ, các bác ở đội Thanh Tuyên đã rung chuông nhanh hơn. Cháu xin mời các bác. Thay mặt cho đội Thanh Tuyên, tôi xin hát đoạn có từ mưa. Năm, bốn, 3, 2, 1, hết giờ ạ. Như vậy là trong thời gian mà chương trình đưa ra thì các bác ở đội Thanh Tuyên tuy đã rung chuông nhanh hơn nhưng các bác đã không hát được đoạn lời trong đó có chứa đựng từ khóa và quyền trả lời sẽ nhường cho các bác đến từ đội Dân Ca. Xin mời các bác. Xin hát đoạn có từ mưa. Chiều lấy anh về thăm em, hỏi thăm em gái nhỏ ngày xưa, thì lấy anh đây đi rồi, chiều mưa lướt dâng đầy vơi. Sao rùa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, chẳng khuya nhớ ai, sao vợ giữa lòng biến khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa, con sông quê lây đã già mà chiều. Tôi một...
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, với từ khóa đầu tiên mà chương trình đưa ra thì các bác đến từ đội Thành Tuyên đã không hát được từ khóa Có Chứa Đựng Từ Mưa. Còn các bác đến từ đội Dân Ca thì có hát được, tuy nhiên thì lời đã không chính xác. Và như vậy thì ở từ khóa đầu tiên thì cả hai đội đã không giành được điểm. Và chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ hai. Các bác hãy lắng nghe thật kỹ từ khóa mà chương trình đưa ra, sau đó thì hãy rung chuông ạ, để tránh trường hợp mà các bác đã rung chuông rồi mà không hát được đoạn lời bài hát đó. Từ khóa thứ hai mà chương trình đưa ra đó chính là từ dòng sông. Vâng, các bác đến từ đội Dân Ca đã rung chuông rất nhanh, cháu xin mời các bác. Sau đây tôi xin hát có từ dòng sông. Dòng sông đã quê anh, đã dựng gành dựng tháng, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên. Vâng ạ, đoạn lời mà bác vừa hát thì đã có chứa đựng từ khóa, đó chính là từ dòng sông. Và cháu xin hỏi là đoạn lời đó thì nằm ở trong ca khúc nào ạ? Dạ, xin thưa, trong bài hát Dòng Sông Quê Anh, Dòng Sông Quê Em. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Dân Ca. Và chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ ba. Từ khóa mà chương trình đưa ra đó chính là từ mây. Vâng ạ, xin mời đội Dân Ca ạ. Sau đây tôi xin hát bài hát có từ mây. Theo giạt mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo giạt mây trôi chìm xa, tang tính tình cá lội, ngậm một tin trong là hai tin đợi, ba bốn tin chờ sao chẳng thấy anh. Cháu xin hỏi là đoạn lời mà bác vừa hát nằm ở trong ca khúc nào ạ? Đoạn lời tôi vừa hát ở trong ca khúc Bèo Giạt Mây Trôi. Vâng, và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Dân Ca. Và chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ tư, đó chính là từ núi. Vâng, các bác đến từ đội Dân Ca đã rung chuông nhanh hơn, cháu xin mời các bác ạ. Vâng, tôi xin hát bài có từ khóa là núi. Núi ơi núi, thuyền ơi thuyền, mây ơi mây, nước ơi nước, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, theo dòng nước bạc, nhịp chèo ta bơi, ai đập đập, ai phá núi, cho nước đầy là mặt gương soi. Vâng ạ, cháu xin hỏi là đoạn lời mà bác vừa hát nằm trong ca khúc nào ạ? Bài ca là Hồi Trên Núi. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Thành Tuyên. Và chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ 5 và cũng là từ khóa cuối cùng trong phần thi Ai Nhanh Hơn. Cả hai đội hãy lắng nghe thật kỹ từ khóa của cháu đưa ra. Từ khóa thứ 5 đó chính là từ hoa. Vâng ạ, các bác ở đội Thành Tuyên đã rung chuông nhanh hơn. Vâng, tôi xin hát bài hát có từ hoa. Ấy hoa tôi là lấy ơ hoa thơm, ô tình là con bướm lượn, ô tình là con bướm dạo ý ơ bơ, cái duyên có á dù hời em ơi hỡi, bơ cái duyên có á dù hời, bướm lượn à bướm môi à nó bay, bướm dạo là bướm môi à nó bay. Vâng ạ, cháu xin hỏi là đoạn lời mà bác vừa hát nằm ở trong ca khúc nào ạ? Đoạn từ khóa tôi vừa mới hát này trong bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn. Vâng, và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác và xin chúc mừng đội Thành Tuyên. Thưa quý vị, thưa các bạn, ở phần thi Ai Nhanh Hơn với 5 từ khóa đưa ra thì mỗi đội đã hát được 2 từ khóa, còn một từ khóa thì cả hai đội không hát được. Và như vậy thì điểm số lúc này của cả hai đội là đang bằng nhau. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần thi Ai Khéo Hơn.
Ở phần thi ai khéo hơn thì cả hai đội sẽ tham gia chơi một trò chơi, đó chính là trò kẹp bóng chuyển hoa. Và cháu xin phổ biến luật chơi như sau ạ. Hai thành viên của đội sẽ quay lưng vào với nhau và kẹp quả bóng kia ở giữa lưng. Hai tay các bác phải cầm vào với nhau, sau đó thì sẽ mang một cành hoa vượt qua các chướng ngại vật và mang về đích. Các bác lưu ý, nếu như các bác mà rơi bóng ở trên đường, hoặc là nếu như không cầm tay vào với nhau, hay là nếu như mà cầm cành hoa mà bị quệt vào chướng ngại vật thì các bác sẽ không được tính điểm cho cành hoa đó. Các bác đến từ đội dân ca thì sẽ lấy những cành hoa màu vàng, còn các bác đến từ đội thành tuyên thì sẽ lấy những cành hoa màu đỏ. Và nếu như các bác lấy nhầm màu hoa thì cành hoa đó cũng không được tính điểm. Cháu xin hỏi cả hai đội các bác đã hiểu rõ thể lệ chưa ạ? Rõ. Vâng, và ngay sau đây thì cháu xin mời các bác đến từ đội thành tuyên sẽ chơi trò chơi này trước. Và thời gian dành cho đội thành tuyên bắt đầu. Đây là số hoa mà các bác ở đội thành tuyên đã mang được về đích và chúng ta sẽ cùng đếm. 1 2 3 4 5 6 Các bác đã mang được 6 cành hoa về đích. Tuy nhiên thì có một cành hoa thì các bác đã làm rơi bóng và một cành hoa thì các bác đã không cầm tay vào nhau, và như vậy thì các bác sẽ chỉ được tính 4 cành hoa. Và thời gian dành cho đội dân ca bắt đầu. Ừ.
đây là số hoa mà các bác đến từ đội dân ca đã mang về đích. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bác đến từ đội dân ca thì cũng đã mang được 6 cành hoa về đích. Tuy nhiên thì đã có 2 cành hoa mà các bác đã làm rơi bóng. Và các bác cũng chỉ có được tính là 4 cành hoa thôi ạ. Và như vậy là cả hai đội dân ca và đội Thành Tuyên đều đã mang được 4 cành hoa về đích ở trong phần thi Ai Khéo Hơn ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, hai đội dân ca và Thành Tuyên đã trải qua 3 phần thi trong chương trình ngày hôm nay. Ở phần thứ nhất, trổ tài văn nghệ, hai đội bằng điểm nhau. Ở phần thi ai nhanh hơn, cả hai đội cũng bằng điểm nhau. Và ở phần thi ai khéo hơn với trò chơi kẹp bóng chuyển hoa thì cả hai đội cũng mang về đích số hoa bằng nhau. Và như vậy thì cả hai đội dân ca và đội Thành Tuyên đều là đội chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng cả hai đội! Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được thông báo các bác ở câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ dân ca, câu lạc bộ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có thể đăng ký tham dự chương trình theo địa chỉ Phòng Văn nghệ và Giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.